bé mèo con nhà mình biết nói từ rất là sớm, khoảng tầm 4-5 tháng thôi là con đã có thể nói được khá nhiều những cái từ đơn rồi. Và đến trước khi con 1 tuổi là con đã có thể nói được thành những cái câu ngắn. Đến khoảng tầm 14-15 tháng thôi là con đã có thể nói những câu dài và tương tác hai chiều với bố mẹ rất là tốt rồi. Thì khi mà mọi người nhìn thấy mèo con như vậy đều rất là thèm muốn và thường khen là ôi mẹ con giỏi quá, hoạt ngôn quá. Thế thì nếu như mà bố mẹ muốn rằng con mình cũng lanh lợi, thông minh, biết nói sớm, phát triển ngôn ngữ tốt thì có một cái mẹo mình muốn mách cho mọi người, đấy là hãy tập cho con đọc sách. Nhưng đến đây thì các bố mẹ sẽ hỏi là làm thế nào để con mình yêu thích đọc sách đây? Câu trả lời sẽ nằm trong video này nhé. Xin chào mọi người, mình là Dược sĩ Phạm Hải Yến với gần 10 năm kinh nghiệm trong ngành dược, đặc biệt là gần 5 năm tư vấn chăm sóc cho mẹ và bé. Mình và các cộng sự đã và đang hỗ trợ hàng ngàn bố mẹ nuôi con khỏe mạnh mà không lạm dụng thuốc. Vì bản thân mình cũng là một mẹ bỉm sữa cho nên là mình rất chú trọng trong cái cả cái việc là nuôi con cũng như là dạy con. Và cái việc dạy con mình đều áp dụng ngay từ khi mà con còn rất nhỏ. Thế nên như mình có chia sẻ từ ban nãy là bạn mèo con nhà mình cũng được mẹ chú trọng dạy cả những cái về phát triển ngôn ngữ và tư duy từ sớm. Mình thấy là ở xung quanh ấy có rất nhiều bạn nhỏ là sẽ bị chậm nói này, nói được rất là ít mặc dù có thể cùng tuổi mèo con hoặc thậm chí là hơn tuổi mèo con nữa. Thì trong khi những cái bạn khác ở xung quanh đã nói được rất là nhiều rồi mà con mình nói được ít thì bố mẹ đâu đó sẽ cảm thấy chạnh lòng này, sẽ cảm thấy là không biết là liệu con mình có phát triển được bình thường như các bạn hay không, hay là đầu óc con có vấn đề gì không. Thế rồi khi mà cái khả năng ngôn ngữ nó không theo kịp với những cái sự phát triển về nhận thức và tư duy của con sẽ rất là khó để diễn đạt được suy nghĩ, cảm xúc, mong muốn của mình. Thì khi mà không diễn đạt được thì bé chắc chắn sẽ hay cáu gắt hơn, hay mè nheo hơn và bố mẹ cũng cảm thấy rất là phiền phức, rất là mệt mỏi với cái điều đó. Thế nên là mình mới muốn chia sẻ cho mọi người cái cách mà dạy cho con đọc sách để từ đó giúp cho con được phát triển ngôn ngữ, biết nói sớm và cái khả năng nói của con tiến bộ nhanh để bố mẹ cũng rất là thoải mái, vui vẻ và tự hào về con, đồng thời là con có thể tự diễn đạt được những cái điều mà mình suy nghĩ, mình mong muốn. Tất cả những cái chiến lược mà mình chia sẻ trong video này thì đều là những cái mà mình đã áp dụng thực tế lên bạn mèo con nhà mình và có được những cái kết quả như là mình đã vừa chia sẻ với mọi người ban nãy. Thì cái cách mà mình rèn luyện để cho con mình yêu thích với cái việc đọc sách đấy là việc đầu tiên là mình cho con tiếp xúc với sách ngay từ rất sớm. Từ lúc mà con còn là bào thai ở trong bụng mẹ thì hàng ngày vào buổi tối bố của em bé đều dành thời gian để mà đọc sách, đọc truyện cho con nghe. Rồi đến khi mà mình sinh mèo con ra ấy, thì mình cho con tiếp xúc với những cái loại sách mà sử dụng cái màu sắc kích thích thị giác là màu đen, màu trắng. Rồi là cho con tiếp xúc với sách vải này, sau đó là đến sách truyện e-hon, rồi sau dần là các cái loại sách ảnh mà có tranh đi kèm nữa. Đấy, túm lại là con mình được tiếp xúc với sách ngay từ khi mà con còn ở trong bụng mẹ. Và khi con mới chào đời thì con cũng đã liên tục được mẹ đưa cho những cái loại sách mà phù hợp với cái tháng tuổi và cái khả năng nhận thức của con. Thứ hai nữa là cái việc đọc sách ấy, là chúng ta phải tập thành một cái thói quen đều đặn. Khi con ở trong bụng mẹ, khi con còn nhỏ, con chưa có khả năng tự đọc thì chính bố mẹ, người lớn chúng ta sẽ là người đọc sách cho con nghe. Và cái này nên tạo thành một cái thói quen đều đặn duy trì hàng ngày. Đến bây giờ ấy, thì bạn mèo con nhà mình đã hình thành được cái thói quen là buổi sáng ngủ dậy ăn sáng xong là sẽ ngay lập tức lấy sách ra đọc và rủ mẹ là cùng đọc với con. Rồi buổi tối trước khi đi ngủ cũng như vậy, con rất là tự giác, rất là chủ động và rất là yêu thích cái việc mà muốn được đọc sách cùng với bố mẹ. Thứ ba nữa là chúng ta sẽ khơi gợi, sẽ hướng dẫn con những cái cách để con tương tác với sách. Bởi vì chỉ khi mà con được tương tác, con được học hỏi thì con mới thấy là cái việc đó thú vị. Nhất là với những bạn nhỏ thì chúng ta hãy biến mọi thứ thành một trò chơi. Đó là bí kíp để mà con sẽ vui vẻ, con sẽ yêu thích cái hoạt động mà chúng ta đang muốn con làm. Thế nên là khi mà em bé còn nhỏ ấy, thì chúng ta nên lựa chọn những cái loại sách mà nó có hình ảnh, nó có màu sắc bắt mắt. Có thể sử dụng cả những cái loại sách mà nó có âm thanh đi kèm nữa. Đó, con cần phải nhận biết được màu sắc rồi hình dạng trước, rồi sau đó thì dần 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 chúng ta mới cho con nhận biết về đồ vật này, rồi về các sự vật sự việc, sau đấy mới là học chữ học số. Nó phải dần 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 từng bước một chứ không phải là cứ đọc sách là phải học đọc chữ, phải học đọc số, không phải nhá. Con xem hình ảnh, con biết được màu sắc, biết được hình dạng, rồi con nhận biết được đồ vật, con vật, nhận biết được các sự vật hiện tượng cũng là những cái điều rất là tuyệt vời và nó sẽ phù hợp với cái lứa tuổi của con hơn. Khi mà mình đọc sách cho
con ấy thì mình cũng rất hay thường xuyên đặt các cái câu hỏi để khơi gợi cho con phải động não, phải suy nghĩ, và con sẽ có cái sự tương tác hai chiều với mẹ. Với những em bé nhỏ thì chúng ta sẽ chủ yếu là dạy con và để cho con lặp lại, con bắt chước lại với mình, rằng ví dụ như là chỉ vào cái quả bóng và nói rằng đây là quả bóng có hình tròn chẳng hạn như thế. Còn với những em bé lớn hơn thì chúng ta hoàn toàn có thể kể cho con câu chuyện đó, rồi sau đó thì hỏi con về các tình huống trong câu chuyện này, hoặc là sau khi kể xong thì chúng ta sẽ yêu cầu con kể lại cho mình nghe theo ý hiểu, theo trí nhớ của con. Đấy đều là những cái cách mà để giúp cho con khơi gợi tư duy. Một cái chiến lược thứ tư ở đây mình muốn chia sẻ với mọi người, đấy là để cho con luôn luôn cảm thấy hào hứng này, mới mẻ, tò mò thì chúng ta nên có sự đa dạng giữa các loại sách khác nhau. Như ban nãy mình có nói đó là có thể dùng sách vải này, sách giấy này, sách chỉ có hình ảnh hay sách có cả âm thanh, rồi là những cái loại sách sáng tạo. Bây giờ mọi người ra nhà sách ấy, mọi người sẽ thấy là có những cái loại sách ví dụ như là sách lật mở này, hay là sách kéo đẩy này, hay là những cái loại sách mà nó có những cái sự sáng tạo liên quan đến bố cục của cuốn sách ấy, thì nó sẽ rất là thú vị và em bé sẽ không bao giờ cảm thấy là nhàm chán cả. Rồi những với những em bé lớn hơn ấy thì chúng ta sẽ phải có cả sự đa dạng về mặt nội dung. Tức là sẽ là nhiều những cái chủ đề sách khác nhau. Khi mà con lớn hẳn lên thì con sẽ là người chủ động lựa chọn được cái loại sách mà mình mong muốn, nhưng khi mà con chưa có cái khả năng tự đưa ra cái ý kiến của mình thì chúng ta hãy cứ cung cấp cho con thật là nhiều những cái lựa chọn, thật là đa dạng các cái loại sách và để cho con được tiếp xúc với chúng, và con sẽ tự nhận biết được là mình thích hợp và mình thích thú, mình hứng thú với cái loại sách nào nhất. Một cái chiến lược thứ năm, chiến lược cuối cùng nhưng cũng quan trọng nhất, đấy chính là bố mẹ phải làm gương cho con. Mọi người biết cái câu ngạn ngữ Anh rồi đúng không? Monkey see, monkey do. Tức là con cái học từ những việc chúng ta dạy sẽ ít thôi, nhưng nó sẽ học nhiều từ việc nhìn chúng ta làm. Nếu như chúng ta muốn con mình yêu thích đọc sách thì chúng ta hãy đọc sách. Còn nếu như bố mẹ suốt ngày chỉ có cắm mặt vào smartphone, vào tivi, vào iPad, xong rồi là yêu cầu là con mình phải ngồi đọc sách, phải yêu thích đọc sách, thì điều đó sẽ không có đâu. Cho nên là hàng ngày bố mẹ hãy rèn luyện cái thói quen là mình cũng đọc sách vào giờ cố định này, để cho con được nhìn thấy là bố mẹ cũng đọc sách như thế, và bố mẹ học hỏi được những cái gì, bố mẹ đã sử dụng sách để phục vụ tốt cho cuộc sống như thế nào. Rồi chúng ta có thể có những cái thời gian mà bố mẹ ngồi cùng với con để cùng đọc sách, cùng trao đổi, cùng tương tác với con nữa. Đấy sẽ là những cái mà thôi thúc con và tăng thêm động lực cho con để yêu thích việc đọc sách hơn, và dần dần nó sẽ trở thành thói quen. Một khi mà nó đã trở thành thói quen rồi thì mọi thứ nó sẽ rất là dễ dàng, đơn giản, nhẹ nhàng mà không cần bố mẹ phải thúc ép hay là gì nữa cả. Với năm chiến lược ở trên đây, nếu như bố mẹ kiên trì áp dụng thì mình tin chắc là có thể biến mọi em bé trở thành một em bé đam mê đọc sách, yêu thích đọc sách, và từ đó thì cái ngôn ngữ từ vựng như những cái hiểu biết xã hội của con sẽ phát triển tốt, và con sẽ có khả năng ăn nói, khả năng giao tiếp tốt hơn rất là nhiều, tốt hơn mỗi một ngày luôn. Nếu như bố mẹ cần hỗ trợ gì thêm thì hãy comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Đừng quên like, share video này cũng như là đăng ký kênh và ấn nút chuông theo dõi để nhanh chóng nhận được thông báo sớm nhất về những video ích tiếp theo của dược sĩ Phạm Hải Yến nhé.